Dọc dài triền đê sông Đuống, gặp chi lăng san sát nhà cao. Cánh đồng lúa đang thì con gái ngọn đồng nắng dần sông dạt dào.
nghệ sĩ ưu tú Phạm Đăng Mùi, ông có thể nói một chút về bài dân ca Đi Cấy mà quý vị khán giả của Làn Điệu Việt vừa được thưởng thức ạ? Chúng ta vừa nghe cái bài hát Đi Cấy. Dân ca Thanh Hóa cũng có bài hát Đi Cấy và quan họ cũng vậy. Lời của bài hát là rủ nhau đi cấy sứ đương, cấy cho vua Thuấn ở đồng Lịch Sơn. Nói về bài hát Đi Cấy thì tôi phải nói thế này. Trong những bài dân ca quan họ, chúng ta biết là chủ yếu quan họ hát về tình yêu, về nỗi nhớ. Còn những bài mà đề cập đến cái lao động, đến sản xuất ấy, là vô cùng hiếm, vô cùng ít. Vì thế chúng tôi thường nói là bài Đi Cấy chính là một trong những bài hiếm có với một cái đề tài rất đặc biệt của dân ca quan họ. Đây là một cái bài hát vui nhộn, tình tứ. Mặc dù là bài hát Đi Cấy, nhưng mà kết thúc của bài hát thì vẫn có câu là cái duyên em bén, sao quan họ người trả bén duyên. Cho nên cái lao động trong quan họ chỉ là cái cớ để sau đó quan họ vẫn quay lại về nỗi nhớ, về tình yêu. Và là người trực tiếp thể hiện các bài quan họ thì nghệ sĩ nhân dân Thúy Hương thấy điểm đặc biệt gì khi thể hiện bài Đi Cấy ạ? Trong cái bài hát Đi Cấy này, như các bạn vừa mới được xem ấy, nếu như hát quan họ bình thường thì là mặc quần áo năm thân, chiếc khăn mỏ quạ. Nhưng riêng cái bài hát Đi Cấy này thì cái trang phục lại rất là khác. Bởi vì hát về lao động sản xuất, cho nên là khi các liền chị mặc cái áo cánh ngắn và cái váy ngắn để nó phù hợp cho cái bài hát. Và trong cái bài hát đấy thì các liền chị thể hiện cũng hát cái tiết tấu nó cũng nhanh hơn, nó không dề dà như những cái bài hát mà hát về tình yêu nỗi nhớ, hát về cái sự chờ đợi của người quan họ. Bởi vì đây là một bài hát nói về công việc lao động sản xuất đồng áng của những người nông dân Việt Nam. Thưa nghệ sĩ ưu tú Phạm Đăng Mùi, bài dân ca quan họ Bắc Ninh Dưới Rời Mấy Kẻ Biết Ra là một bài không phải khán giả yêu quan họ nào cũng được biết đến. Ông có thể nói một chút về bài này ạ? Đúng như là Diệu Thảo đã nói, bài Dưới Rời Mấy Kẻ Biết Ra hiện nay thì cũng chưa phổ cập lắm. Và đặc biệt để hát được bài này đó thì là các cái nghệ sĩ, các cái nghệ nhân quan họ cũng không mấy người hát hay được. Bởi vì có thể nói là cái bài này khó hát hay. Và trong bài hát này thì là trong sáu tỉnh người đà chưa tỏ, ngoài năm thành chỉ có Bắc Ninh. Yêu nhau trở lại xuân tình, nghề chơi quan họ có tinh mới tự. Người quan họ rất coi trọng cái chữ chơi quan họ. Thế còn đi hát quan họ thì nó là bình thường, nhưng mà chơi quan họ thì hết sức công phu. Bởi vì đi theo với cái lối chơi quan họ là rất nhiều những phong tục tập quán, mà có những người đi chơi quan họ cả đời cũng chưa hiểu hết được lối chơi của quan họ. Thank you.
rằng ấy ấy à, để mà cây trông chị rằng hai ơi ơ chị rằng hai như quê nó có a sân rồng đôi tôi như là như cánh bích song song đế ơi a à, song tình là tình rằng ấy ấy a à, cánh hồng xanh à đôi. Sau đây thì chúng ta cùng trở lại cuộc trò chuyện với các vị khách mời của chương trình. Một số diễn viên quan họ hát nhanh hơn với sự hỗ trợ của tăng âm. Họ hát nhỏ hơi hơn, ngắn hơi hơn nhưng lại mở khẩu hình lớn hơn, áp dụng kỹ thuật cộng minh của thanh nhạc cổ điển, dẫn tới triệt tiêu dần nhiều kỹ thuật thanh nhạc cổ truyền như rung giọng nảy hạt. Hậu quả là các diễn viên chuyên nghiệp khó lòng quay lại hát được quan họ như quan họ cổ truyền. Vậy thì chị nhìn nhận vấn đề này như thế nào thưa nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường? À, nhìn chung về hát dân ca quan họ Bắc Ninh truyền thống thì Thúy Hường thấy rằng là cũng cái lối hát nhanh hơn như Diệu Thảo vừa nói, thì những người mà hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp thì họ vẫn giữ được cái nét cổ truyền của những làn điệu dân ca quan họ gốc, và cái khẩu hình của quan họ hát ấy thì các khán giả để ý sẽ thấy những liền anh liền chị hát quan họ có một cái khẩu hình mở rất là khác so với thanh nhạc. Hát quan họ thì bao giờ cái miệng rất là tròn, không bao giờ mở cái khẩu hình nó quá to. Đấy là hát thanh nhạc, họ cộng minh cái âm thanh thì họ cần là mở cái khẩu hình to. Nhưng mà hát quan họ thì cái miệng rất là duyên, cái miệng rất là tròn. Cái âm thanh phát ra nó cũng rất là vừa phải qua răng và môi, nó rất là trong sáng. Và đặc biệt là cái hơi của người hát quan họ, như các bạn thấy, khi mà những người hát quan họ mà cái hơi ngắn quá thì là hát nó không được đủ câu đâu, nghe nó rất là cộc, nó không hay. Và đặc biệt những người đi hát quan họ là phải trường hơi, bởi vì một cái câu hát quan họ nó có những câu nó dài lắm, có tùy ít những câu ngắn thôi. Như thường thường đi hát quan họ là đến bây giờ cũng vậy, và kể cả Thúy Hương cũng thế. Thúy Hương bây giờ hát quan họ vẫn phải lấy đầy hơi, và hơi rất là dài chứ không phải hơi ngắn. Tất nhiên là khi lên sân khấu thì nó có âm thanh, có ánh sáng, có dàn nhạc nó cộng hưởng vào cho mình. Đấy là những cái cộng hưởng để làm cho người nghệ sĩ, làm cho những người hát họ thêm những cái phần hưng phấn.
Còn những người mà đã ở đất Bắc Ninh mà hát quan họ thì Hường nghĩ rằng họ không pha cái cộng minh vào. Theo ông thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này? Nhìn chung nữa, như là nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường nói, là những nghệ sĩ quan họ chuyên nghiệp, những người làm quan họ mà gắn bó, hiểu biết thì người ta vẫn giữ được cái lối hát dân gian, chứ không có đưa cái cộng minh của cổ điển châu Âu vào. Bởi vì chúng ta biết là nếu mà đưa vào thì người ta gọi là Tây hát quan họ. Mà hát quan họ mà nếu mà cần phải nảy hạt, cần phải vang rèn nền nảy mà lại đưa cộng minh vào thì không thể có được. Vì thế cho nên mà khi mà đưa cái đó vào thì là với những người ở vùng quan họ, với những người am tường quan họ thì họ có một cái cảm giác như là bị phản cảm. Xin được cảm ơn hai vị khách mời. Tiếp theo mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức các bài dân ca quan họ Bắc Ninh trong chương trình Làn Điệu Việt. Chưa đi qua
Thank you.
Mời quý vị chúng ta cùng trở lại cuộc trò chuyện với các vị khách mời của chương trình. Thưa ông, dường như bây giờ khi trình bày một bài quan họ thì người ta không chú trọng đến việc là bài đối của nó là bài gì nữa, dẫn tới tình trạng khi quay về dựng các làn điệu quan họ cổ, các nhà nghiên cứu quan ngại rằng nhiều bài quan họ bây giờ không tìm được bài đối hoặc còn lời ca nhưng không ai biết hát. Vậy thì ông nghĩ gì về điều này? Cái sự phong phú của dân ca quan họ chính là cái phần hát đối đáp. Mỗi một mùa hát, mỗi một năm hát, mỗi một bọn quan họ muốn thắng được bạn mình thì bao giờ người ta còn phải nghĩ ra một bài hát mới. Chúng tôi vẫn gọi đó là những bài độc trong quan họ, những bài vừa mới sáng tác trong năm mà trong vùng quan họ ở những bọn quan họ khác chưa ai biết cả. Và nhờ những cái cuộc liên tục sáng tác ứng tác như thế cho nên cứ hàng năm lại có nhiều bài quan họ mới ra đời. Cách đây khoảng hơn 40 năm thì lúc chúng tôi đi sưu tầm dân ca quan họ thì không phải là bài đối mà ngay cả bài ra cũng đã bị mai một rất nhiều. Một số nghệ nhân lớn tuổi qua đời đã mang nó đi theo. Vì thế mà cái phần bài ra chúng tôi sưu tầm cũng chưa thật đầy đủ, chứ đừng nói đến bài đối. Vì chúng tôi mải miết đi tìm cái phần bài ra cho nên là chúng tôi cũng ít quan tâm đến phần bài đối. Mãi sau này khi chúng tôi đã gom được khoảng độ vài 300 làn điệu rồi, vài 300 bài quan họ rồi, thì lúc đó chúng tôi mới quan tâm đến cái vấn đề bài đối của nó là gì. Nhưng vấn đề ở chỗ tức là tìm cái lời ca của bài đối là cũng có nhiều bài quan họ hiện nay là chúng tôi còn chưa tìm được. Cho nên là hiện nay đúng như là Diệu Thảo nói là có một số bài dân ca quan họ ở cái hệ thống bài đối đó là chúng tôi sưu tầm chưa thật đầy đủ. Xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường và nghệ sĩ ưu tú Phạm Đăng Mùi đã tham gia chương trình Làn Điệu Việt của chúng tôi. Đến đây chương trình Làn Điệu Việt xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và trong chương trình tiếp theo chúng tôi vẫn tiếp tục đề cập đến mảng dân ca quan họ Bắc Ninh. Mời quý vị cùng thưởng thức. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.